Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1362 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage miso thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ở tập 1361 ngày hôm trước, thi đã kể qua câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn rồi. Ở tập ngày hôm nay, thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2011. Bạn kể rằng á sau khi mà ông Trí bị bắt rồi á, ông ấy phát điên. Sau đó gia đình của bạn cũng rất là rối rắm. Tại vì cô ba của bạn lúc này đã mang thai cái bụng to rồi Khi mà biết được bộ mặt thật của chồng mình á Thì cô ba rất là sốc luôn Rồi cô ba mới sinh con Do là ảnh hưởng từ buồn ngải Cho nên cô ba của bạn trở nên khờ khờ Còn về chị Nga giúp việc của gia đình bạn á thì chị Nga cũng bị ông Trí này á là sức giàu Cho nên chị Nga cũng mê mệt ông Trí giống như là cô ba vậy đó Nhưng mà có điều do là cái thời gian ngắn hơn cô ba Cho nên thần trí của chị Nga không có bị ảnh hưởng Nhưng mà chị Nga đã phát hiện mình mang thai đứa con của ông Trí Cho nên chị Nga đã bỏ xứ đi luôn các bạn Tới tận bây giờ gia đình của bạn á vẫn chưa có gặp lại chị Nga Không biết ấy sống như thế nào, thì sau đó tầm khoảng năm gia đình của bạn mới dần dần ổn định lại. thì có một lần đó cô út của bạn mới qua bên trà Vinh để mà giao thức ăn thủy hải sản cho người ta. cô út đã quen biết với lại một cô tên là Bình. khi mà gặp cô Bình này á, cô út cảm thấy rất là thích cho nên cô út đã chủ động xin số điện thoại sau đó về cô út hay gọi điện hay nhắn tin cho cô bình này ha hai người nhắn tin gọi điện qua lại một thời gian á thì hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau cô út mới qua bên trà vinh á để mà ghé nhà cô bình chơi cô bình cũng hay qua bên kiên giang để mà ghé nhà của bạn chơi ba của bạn hoàn toàn không có phản đối không có khó chịu gì cả tại vì thì ba của bạn rất là thương cô út cho nên ba muốn miễn sao cô út vui là được ha thì sau đó thêm khoảng hơn một năm nữa đó hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân với nhau lúc mà nói với ba ba của bạn rất là ủng hộ tại vì ba muốn cô út được hạnh phúc các bạn còn về bà con dòng họ bên gia đình của bạn thì nói chung cũng có người người ta dị nghị nói ra nói vô nhưng mà cô út và ba của bạn không có thèm quan tâm ai muốn nói gì nói miễn sao mình thấy vui là được còn về bên nhà của cô bình này thì gia đình của cô Bình rất là đơn chiếc chỉ có hai mẹ con thôi đó là mẹ của cô Bình và cô Bình ha ba của cô bình á thì mất sớm rồi mẹ của bình là một cái người phụ nữ rất là hiền rất là thương con từ sau khi mà chồng mình mất mẹ của bình á không có lấy chồng nữa mà ở vậy một mình nuôi con cho tới lớn luôn các bạn thì khi mà biết con mình là người đồng giới bây giờ muốn kết hôn với người đồng giới như vậy mẹ cô bình cũng không hề phản đối tại vì mẹ của cô bình rất là thương cô ấy cho nên muốn con mình là được được hạnh phúc giống như là ba của bạn mà muốn cô út được hạnh phúc vậy đó ha thì sau đó mới tổ chức đám cưới nhưng mà không phải đám cưới gì lớn lao đâu dạng giống như là chỉ làm dài bàn rồi mời á mấy người bà con trong gia đình đến để mà chung vui thôi rồi sau khi mà đám cưới xong thì do cô bình này chỉ là đi làm công cho người ta cho nên cô bình đã nghĩ làm theo cô út qua bên trà dinh ở trong nhà của bạn thì nói chung á là mỗi ngày ba với lại cô út đi làm cũng bình thường á còn cô bình ở nhà lo việc nhà cửa nấu nướng đồ ăn rồi tầm khoảng chừng tháng hai tháng á thì hai cô sẽ chạy qua bên trà dinh để mà thăm mẹ của cô bình ha thì sau đó tầm khoảng thêm năm nữa đó thì ba của bạn thấy rằng á bây giờ mẹ của cô bình ở bên kia có mình thôi rồi á bà cũng sắp lớn tuổi rồi cho nên ba cũng thấy không có yên tâm mà thấy hai đứa em mình á cứ chạy qua chạy lại rồi đường xá cũng xa xôi thành ra ba không yên tâm hơn thì ba mới nói với cô út rằng á là út ơi bây giờ anh hai thấy á là tụi em cũng đã ổn định rồi ở bên đây cũng đã ổn định luôn rồi thì có gì á em tính cho gia đình nhỏ của em đi anh thấy rằng bác mẹ của bình á ở bên kia có một mình mà bác cũng đã lớn tuổi anh thấy không có yên tâm mà tụi em á cứ đi xe qua xe lại vậy đó rồi anh cũng không có yên tâm đường xá nhiều khi mình hả bị này bị kia mất công cho nên em coi em tính đi có gì anh hai sẽ hả là hỗ trợ em hết mình luôn thì khi mà nghe ba nói vậy á, Cốt rất là mừng Cốt mới nói rằng á, nếu mà anh hai nói như vậy á, Anh hai ơi bây giờ em muốn vậy nè Em muốn đi qua bên Trà Vinh á, Em sẽ mua một mảnh đất Rồi sau đó cất lên căn nhà em sẽ mở ra một cái tiệm mà phân phối thức ăn cho thủy hải sản cho cái dùng đó đó rồi em sẽ rước mẹ của bình về để mà hai đứa cùng nhau phụng dưỡng chăm sóc cho mẹ tụi em cũng không có yên tâm tại vì mẹ ở bên đó có mình thôi thì lúc này ba nghe vậy Ba nói rằng là ừ em tính sao cũng được Ngoài cái tài sản mà ba má đã để lại cho em á Thì anh sẽ cho em thêm một cái khoản tiền nữa Để mà cho em lập nghiệp Có cái gì cứ nói với anh Anh sẽ lo cho tụi em hết thì khi mà nghe ba nói vậy Hai cô rất là mừng Sau đó hai cô mới về bên nhà Vinh Tại vì nhà của mẹ của Bình á, Là nằm sâu ở trong giường đó các bạn Và do là gia đình của cô Bình Cũng không phải là khá giả Cũng khó khăn lắm Cái ngôi nhà đó đã cũ rồi Nó đã sập sệ rồi nha thì lúc đó cô Út với cô Bình á mới qua, mới gặp mẹ, mới trình bày vậy đó. Nói bây giờ con sẽ qua đây để mà mua đất cất nhà rồi mẹ về ở với tụi con để mà tụi con được gần gũi phụng dưỡng mẹ vậy đó. Nhưng mà nói cỡ nào mẹ của cô Bình không có chịu các bạn, không có chịu. Mẹ của Bình nói rằng là thôi, tụi con là tính sao cho tụi con thì cứ tính, mẹ là từ nào từ khi mà con bình nó về bên kia nó ở với lại hồi đó nó bên đây á, thì nó cũng đi làm rồi nó ở chỗ làm của nó nó cũng đâu về nhà cho nên nó là từ nào giờ á, mẹ cũng quen ở mình rồi thành ra là thôi mẹ không muốn á, là về ở chung với tụi con rồi dướng bận tụi con không có cho tụi con làm ăn được mất công lắm mẹ không muốn đâu thì lúc này hai cô đã nói rất là nhiều thuyết phục rất là nhiều luôn nhưng mà bà vẫn không có chịu thì khi mà bà không chịu như vậy á thì lúc đó cô út của bạn mới nói rằng á là thôi nếu mà bây giờ mẹ không muốn á mẹ không muốn sống chung với tụi con á thì thôi bây giờ con tính vậy mẹ thấy được không tại vì ở trong đây cũng xa xôi mỗi lần mà tụi con muốn vô đây á đi xa lắm rồi về cũng xa cho nên đó là bây giờ á tụi con sẽ mua cho mẹ một cái mảnh đất ở phía ngoài giống như là phía ngoài mặt lộ vậy đó rồi tụi con sẽ cất nhà cho mẹ cái nhà này mẹ thấy không nó bây giờ nó đã sọc sệ hết rồi mắc công lắm mẹ thôi để tụi con báo hiếu cho mẹ tụi con sẽ cất cho mẹ một cái căn nhà rồi tụi con cũng sẽ tìm một cái mảnh đất ở gần đó tụi con cất nhà gần đó nếu mà mẹ không muốn sống chung với tụi con á thì tụi con sẽ ở gần để mà dễ bề chạy qua chạy lại chăm sóc cho mẹ chứ bây giờ mẹ ở tuốt trong tay tụi con vô cũng khó khăn nữa thì khi mà nghe nói vậy Thấy rằng là hai đứa con mình có hiếu quá Cho nên là mẹ của Bình đã đồng ý các bạn Thì sau đó cô Út của bạn á Là đã tìm mua được một cái mảnh đất Ở phía ngoài mặt lộ luôn Thì khi mà mua mảnh đất này Bắt đầu là mới hỏi Tại vì cô Út tính rằng là sẽ cất lên một cái ngôi nhà Dạng giống như là nhà cấp 4 vậy đó Tại vì bà ở có mình thôi cho nên mình đâu cần phải cất lên lầu nhưng mà mẹ cô Bình lại không có chịu Cố hỏi rằng bây giờ mẹ muốn có làm sao Thì mẹ của Bình nói rằng đó là mẹ thích cái nhà mà dạng Nhà ba gian như là ở dưới quê người ta hay ở Nhìn hả nó mát mẻ nó khang trang Thì cô cũng chiều luôn Thì mẹ của Bình nói rằng đó là mẹ muốn có cái nhà mà dạng giống như là nhà ba gian Nhưng mà nói chung nó cũng pha vô cái chút hiện đại Đồ gỗ nhiều nhiều á thì lúc này á là qua cái sự chỉ của người ta là mẹ của cô Bình này đã tìm được một cái ông đó Cái ông này á là vừa là thợ mộc mà vừa là thợ xây nhà luôn các bạn thì nghe nói rằng cái ông này rất là giỏi cho nên nó là mới kêu cái ông này thì cô út á là do cũng bận rộn công việc cho nên nó là cô út cũng lo cho mẹ cô bình tới cái khúc đó đưa tiền rồi thôi ha chứ cũng đâu phải là giám sát ở đó 24 mươi trên hai Xong rồi lúc này á cô Út mới tìm được một cái chỗ đó là đất cũng lớn mà nhà của người ta cất sẵn cũng lớn. Mà cái căn nhà này cũng nằm ở ngoài mặt lộ luôn, ngay cái chỗ đó cũng đông đúc người qua lại. Thì cô Út mới nghĩ rằng á là thôi, tại vì lúc đầu tính là sẽ kiếm một cái miếng đất nữa rồi cất cái căn nhà. Nhưng mà bây giờ thấy cái nhà này cũng ok dữ lắm. Cho nên á cô Út đã quyết định mua căn nhà đó luôn để mà mình tiết kiệm cái thời gian xây cất đi. Thì sau đó là từ 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 cô Út với lại cô Bình mới giờ về đây Rồi cũng mở ra một cái cửa hàng mà bán thức ăn thủy hải sản các bạn Còn về phần bên nhà mẹ của cô Bình á Thì lúc đó là xây cất Trong cái thời gian xây cất á Thì bà muốn mở ra một cái tiệm pizza Tại vì á là nếu mà xây cất ra Xong ở không mà trong khi nhà thì mặt tiền đường cũng ổn cho nên á, mẹ của cô Bình mới nói cô Út rằng á, là con ơi mẹ muốn mượn con một cái số tiền. Thì cô Út hỏi là mẹ muốn mượn làm gì? Thì à, bà mới nói rằng á, là mẹ muốn mượn để mà mua thêm mấy cái bàn pizza. Sau này cất nhà xong á, mẹ muốn mở thêm một cái quán pizza phía trước. Để cho mẹ hả cũng kinh doanh như người ta. Rồi á, là cũng có người ra vô. Rồi mẹ cũng kiếm tiền được đồng ra đồng vô. Chứ không phải là xin tụi con không thì lúc này cốt cười cốt nói trời ơi có gì đâu mà mẹ mượn hả bao nhiêu con cũng lo cho mẹ được mà có nhiêu đâu xong rồi là cũng tiến hành làm luôn cái quán pizza phía trước nha các bạn thì lúc đó cái ông bảy đó đó là ông làm luôn ha xong rồi trong cái thời gian say cất á thì mẹ cô bình này cũng có mấy bà bạn thì mấy cái bà bạn đó đó nói rằng trời ơi bà sướng quá trời ha có đứa con gái tuy rằng hả nó là người đồng tính nhưng mà lại tìm được một cái người như cô út của bạn quá trời tốt mà lo lắng cho bà như vậy trời ơi bà có phước quá bà có phước quá ha thì lúc đó cũng nói ra và mẹ của cô bình này cũng hãnh diện dữ lắm các bạn nói qua đó lại xong rồi mấy bà đó mới nói rằng đó là ê bà bà đang cất nhà vậy đó à tôi nghe người ta nói á là khi mà mình cất nhà xong á thì mình mấy cái người mà người ta làm ăn á là người ta sẽ yếm cái lá bùa mà hả yếm cái lá bùa này là dạng bùa lỗ ban để mà thu hút tài lộc vô mình sẽ kiếm được nhiều tiền rồi có sức khỏe không mấy bà nói với ông bảy đó đó để cho ổng làm cho bà đi tại vì nghe nói mấy thằng cha thợ xây á là thí dụ như mười mấy căn nhà là cũng sẽ yếm một căn nhưng mà bây giờ á gán định cha bảy đó để thằng cha đó yếm vô cái lá bùa may mắn cho mình thì lúc này á là mẹ của cô Bình nghe vậy xong rồi cũng về nói với ông bảy đó nó ông ông à, bữa vợ hả nhà tôi cũng đối xử tốt với ông dữ lắm thôi thí dụ như nếu mà à, ông ấy ông làm ơn ông thỉnh lá bùa mà bùa tốt á rồi hả là thu hút tài lộc để cho tôi làm ăn được tôi mở cái tiệm pizza phía trước nè thì để cho tôi làm ăn được rồi hả là tôi có sức khỏe nha ông thì ông này cũng cười ông đó ừ để có gì tôi làm cho thì trong cái khoảng thời gian mà cất nhà ở bên đây á Là do cố của bạn bận lắm Cứ đi qua đi lại giữa Trà Vinh với lại Kiên Giang Rồi đi mấy cái tỉnh miền Tây khác Cho nên chỉ có cô Bình á là qua với mẹ mình ha Thì sau đó đó là cái hôm mà xong xuôi Chuẩn bị còn 2-3 ngày nữa là người ta cất nhà người ta giao cho mình ha thì cái hôm đó cô Bình mới qua Khi mà cô Bình qua Cô Bình mới thấy cái ông Bảy này nè ổng mới lấy một cái lá bùa xong rồi ổng mới khoét một cái giống như là cắt nhà thì dạng như nửa gỗ mà nửa gạch đó các bạn thì ổng có khoét một cái cục gạch ổng mới nhét cái lá bùa đóng dán cái lá bùa vô xong sau đó ổng mới lấy bốn cây đinh và bốn cây đinh này á ổng đóng xung quanh bốn cái góc nhà thì lúc này cô bình mới hỏi rằng là ủa mẹ ổng làm gì vậy mẹ tự nhiên ổng dán bùa gì rồi ổng đóng đinh gì kỳ vậy mẹ sao vậy cái uh, mẹ của cô bình mới nói rằng là ui có gì đâu mẹ kêu cũng làm đó à, thay vì á yếm mình tại vì thường là hả có mười mấy căn là phải yếm một căn mới được thì bây giờ mẹ kêu ổng á là làm cái lá bùa mà dạng như là thu hút tài lộc để cho hả là mẹ hả làm được nè rồi á là có sức khỏe rồi để cho mẹ khỏe rồi hả là nếu mà mẹ có tiền á mẹ cũng không có xin tiền của tụi con nhiều nữa thì khi mà nghe mẹ nói vậy Cô Bình cũng nói gì Cô Bình cũng hiền lắm Cô Bình cũng nói gì hết Cứ đinh ninh rằng cái ông đó là sẽ yếm cái lá bùa tốt Vô trong nhà của mình Thì sau đó xong xuôi hết rồi Cái ông này mới rời đi ha Thì cái lúc mà mở ra Bắt đầu ha cô út của bạn á, cũng có qua nhưng mà có điều á, là phòng của bà thì cô út không có vô dạng giống như chỉ vô vợ một cái rồi đi ra thôi cũng không tiện vô thì cô út cũng hả là có qua vài lần cố hoàn toàn không để ý nha các bạn nhưng mà cứ tưởng rằng á, là khi mở ra cái tiệm pizza nhờ cái bùa đó là sẽ có khách này nọ kia ai về ấy nhẹ các bạn ấy nhẹ luôn mà trong khi trước đây mẹ của cô bình này là một cái người phụ nữ rất là hiền lành rất là thương con mà ai nói gì nói mẹ của cô bình cũng chả thèm trả lời lại tại vì tánh hiền quá không có muốn hả là gây cãi gì với ai nhưng mà từ sau đó ha dần 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 tự nhiên bà trở nên thay đổi tính tình bà thay đổi dữ lắm các bạn hồi trước đây thì hiền mà bây giờ tánh tình hung dữ tánh tình quạo quọ hay chửi người này hay chửi người kia với lại bà tự nhiên hồi đó không uống giọt bia giọt rượu nào bây giờ tự nhiên ghiền bia ghiền rượu quá trời tối ngày nhậu với lại đi đánh bài trong khi trước đây bà không hề biết cờ bạc là cái gì mà bây giờ á đi đánh bài miết luôn các bạn và đi đánh bài với người ta ha thí dụ như thắng thì thôi mà nếu mà thua á là lấy cái chai rượu xách theo chai rượu uống uống mà tao nó không biết sai không biết xỉn Bà sách theo chai rượu bà uống vậy đó Mà đánh bài thua người ta Đập chai rượu lên đầu người ta luôn Tại vì nghĩ cái bà đó chơi ăn gian với mình Cho nên đập luôn chai rượu lên đầu của cái bà kia Bà mà chơi chung với bà đó Thì cái lúc này á là người ta mới báo cho cô Út và cô Bình Lúc đó mới hay thì cô Út cô Bình chạy xuống Thấy rằng là sao Trời ơi sao dạo này mẹ kỳ quá Ban đầu thì thấy là cũng tính tình quạo quọ Nghĩ rằng bà nhiều khi mệt trong người cho nên bà quạo vậy thôi Nhưng mà bây giờ còn uống bia uống rượu Rồi còn cờ bạc Mà trong khi hồi trước đây đâu có cờ bạc đâu Thì lúc đó đó cô Út với lại cô Bình mới lại Mới giải quyết đền tiền cho người ta Xong rồi á mới về mới khuyên mẹ nó Mẹ ơi sao dạo này mẹ kỳ vậy Sao dạo này mẹ kỳ vậy hay là cái quán pizza á rồi giống như là mấy cái người mà qua hả có cái thói xấu mẹ bắt trước người ta thôi mẹ ơi tại vì hả bây giờ á mẹ lớn tuổi rồi mà mẹ uống bia uống rượu vậy không có nên với lại cờ bạc cũng không tốt nữa thì lúc đó bà chửi quá trời chửi luôn cốt nói rằng là, là bà chửi tụi bay biết cái gì tôi hả tao á hả là má tụi bay hả tao muốn làm gì tao làm tụi bay phải lo cho tao tụi bay phải hả là bây giờ tao làm ăn không được cái quán pizza vậy nè thì tụi bay phải đưa tiền mà trong khi trước đó cho dù cô út có đưa tiền á bà cũng giống như ngại ngùng cũng không muốn lấy nhưng mà cô út cứ nhét cứ nhét cô út nói đó là cái nghĩa vụ của tụi con phải lo cho mẹ thì bây giờ ha tụi bay phải đưa tiền cho tao để tao hả là chơi cho nó thoải mái chứ hả tụi bay không có được quyền can ngăn tao nha kệ tao nha bắt đầu cô bình á mới thấy mẹ mình kỳ quá cho nên nói trời ơi mẹ ơi mẹ nói gì kỳ vậy mẹ tụi con lo cho mẹ quá trời luôn mà bây giờ tự nhiên á là mẹ nhậu nhẹt rồi mẹ cờ bạc vậy Bây giờ có núi tiền á cũng không lo được đủ cho mẹ nữa Thì lúc đó bà chửi, bà gào, bà đánh, bà đuổi hai người ra khỏi nhà Bà đóng cửa lại Lúc này cô Út với cô Bình bất lực vô cùng luôn các bạn xong rồi cũng chạy về Nhưng mà sau đó ha là bà cứ điện thoại bà kêu đem tiền tới hoài luôn Tại vì làm ăn đâu có được Mà tiền cô Út với cô Bình đưa thì xài không đủ tối ngày ăn nhậu rồi hả bài bạc mà đánh bài mấy cái chỗ nhỏ nhỏ đánh cái tiền mà khoảng chừng năm chục trăm cảm thấy không đủ bắt đầu kiếm tới cái chỗ mà dân người ta đánh năm trăm một triệu hai ba triệu rồi đó là nhào vô cái chỗ đó đánh bài mà đánh có bao giờ ăn người ta đâu các bạn tối ngày thua hoài xong rồi gọi cho cô út với cô bình kêu đem tiền lên hoài luôn thì cái hôm đó đó là cô út mới lên cô út vô cái lúc đó bà đang nằm trong phòng á, thì cô út mới vô đưa tiền thì vô tình cô út mới nhìn lên trên trần nhà là ngay chỗ cái giường ngủ của bà cô út thấy có một cái thanh xà ngang ngay cái đầu luôn thì lúc đó cô út mới nói ủa sao hôm trước con không để ý sao giờ con mới để ý ta ủa sao tự nhiên cái thanh xà ngang vậy trong phong thủy là không có tốt cái thanh xà ngang mà ngay trên đầu là không tốt ủa sao ổng cắt nhà kỳ vậy xong bữa mẹ không nói con vợ con cũng không để ý nữa chửi tiếp kệ người ta tao cất nhà sao kệ người ta miễn sao tao ở tao thấy được được rồi được rồi đi về đi về đi bắt đầu đuổi xô hai người về các bạn xong rồi hai người cũng bất lực đi về xong rồi từ 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 nha bà không ăn uống bà chỉ nhậu thôi giống như là chỉ uống rượu đế uống bia còn thí dụ ăn á thì chỉ hả là nhắm nháp mồi khi mà uống rượu thôi chứ không có ăn cơm ngày ba bữa như hồi trước nữa cho nên càng lúc bà càng ốm càng ốm dần dần cái sức khỏe suy kiệt nhưng tuy cái sức khỏe suy kiệt như vậy mà bà vẫn rất là quậy các bạn coi như là cứ đi đánh bài đánh bạc vậy đó thì khi mà tới tay ba của bạn á ba thì do ba hiền lắm ba của bạn biết điều vô cùng khi mà nghe vậy á ba mới chạy qua bên trà dinh ba tính rằng là sẽ qua gặp bà để mà thí dụ như mình khuyên bà được thì mình khuyên nhưng mà cái hôm đó ba lại không gặp được bà Bà đóng cửa đi đánh bài ở đâu không biết Xong rồi ba mới hỏi những người xung quanh đó Thì mấy người xung quanh nói trời ơi bà quậy vô cùng Bà quậy lắm bà hả bây giờ xuống chợ người ta đồn quá trời luôn Bà đi xuống dưới Xong cái bà không có tiền bà đánh bài thì bà sẽ hả giống như đụng như người ta rồi ăn dạ người ta giờ dưới vợ người ta đồn người ta nói dữ lắm chú ơi thì ba nghe vậy ba rầu lắm ba đợi hoài đợi hoài đợi hoài mà cũng không gặp được bà mà do công việc ở kiên giang cho nên nó là ba cũng phải về thì lúc đó hả gia đình lo vô cùng luôn ba mới kêu cô út á bây giờ hai đứa em á bắt bà đem về đi đem về nhà bên đây để mà mình giám sát chứ không có cho bà ở một mình nữa bây giờ bà ở một mình á thì không chịu ăn uống mà tối ngày nhậu nhẹ cờ bạc hoài cho nên hai đứa em đem về đi xong cái cô út với cô bình mới về mới bắt buộc đem bà lên trên nhà của cô út thì khi mà đem qua đây nha bà cũng tiếp tục bà đi tiếp không biết làm sao mà bà lại lãng đi được mặc dầu cô bình để mắt tới rất là nhiều nhưng mà bà lại lãng đi được thì do là nhà cũng có cửa hàng cho nên dòm thì cũng đâu có quan sát được 24 mươi bốn trên hai đâu cho nên khi mà bà trốn đi được á thì cô út mới nói rằng á là vậy không ổn rồi thôi để hả anh sẽ giống như là thuê hai thanh niên để mà canh má canh mẹ vậy đó không có cho mẹ ra khỏi nhà thì lúc đó mặc dầu đã thuê người để mà canh nhưng mà cũng không được các bạn bà lấy tiền của cô út với cô bình xong rồi bà lấy bà trốn đi không biết đi đường nào mà lại ra được nha rất là hay cái chỗ đó thì bà ra được rồi cái hả Điền sao bị xe tải tông Rồi là tử vong tại chỗ luôn Mà cái người mà xung quanh đó đó Người ta nói rằng là cái lúc mà bà té xuống bà chết Là tiền mà bà lấy được của cô Út và cô Bình Nó văng ra tùm lum Mà hên chỗ đó người ta cũng không than Cho nên là người ta gom lại dầm xong Rồi đưa lại cho cô Út với lại cô Bình Thì lúc đó rất là buồn Cho nên là cô Bình với cô Út cũng làm đánh tan Khi mà làm đánh tan á thì ba của bạn cũng xuống xong rồi cô út mới đem cái chuyện là trời ơi sao tự nhiên á trước khi mà mẹ chết mẹ quậy quá trời cái lúc đó tự nhiên cô út mới nhớ lại cái thanh sàn ngang ở trong phòng ngủ của bà cho nên cô út mới dẫn ba của bạn á là vô trong phòng ngủ á cô út mới chỉ anh hai anh hai nhìn kìa sao tự nhiên cất nhà mà lại để cái thanh sàn ngang nó ngay trên cái đầu nằm như vậy hôm trước em nói mà má mẹ chửi em quá trời luôn rồi em cũng quên mất hôm nay mới nhớ mới nói anh à, xong cái ba mới kêu rằng nó là thôi cái này là anh nghi lắm tại vì hồi trước đây á bác rất là hiền anh gặp bác nói chuyện mấy lần mà mình biết tánh tình hiền mà tánh tình hả là thương con vô cùng luôn sao tự nhiên và hả sau này lại ra như vậy trong khi lớn tuổi rồi mà lại ra như vậy cho nên á cốt mới nhớ lại cái ông thầy mà hồi đợt ba của bạn cái vụ ông trí á rồi hả là lên hỏi cái ông thầy đó không phải là sư thầy trong chùa mà cái ông thầy đó là ông thầy bói ở kiên giang á thì mới nhớ cái ông thầy đó cho nên nó là đã qua để mà rước cái ông thầy này xuống trà vinh nhờ ổng coi giùm thử coi làm sao thì khi mà lúc đó là đã chôn các bà xong rồi nha các bạn thì khi mà ông thầy này ổng bước vô trong nhà đó chỉ cần bước vô tới cửa thôi là ông đã hả nói rằng là trời ơi sao vậy sao hả trời cái nhà này bị yếm ổng nói vậy đó cái nhà này bị yếm nhà này là bị yếm cái lá bùa này á không sống nổi tán gia bại sản chết thôi thì lúc này á là cô bình á mới nhớ lại cái viên gạch đó các bạn cổ mới lại ngay cái chỗ đó cổ mới mở cái viên gạch đó ra của chỉ vô thì cô bình nói thầy ơi hôm trước á là cái lúc mà gần xong nhà là hôm đó con có qua thì con thấy cái ông xây á ổng dán cái lá bùa này vô rồi ổng đóng bốn cây đinh bốn góc nhà đó mà con có hỏi má con á, thì má con nói là bùa này là bùa bình an bùa may mắn bùa kéo tài lộc rồi có sức khỏe mà thầy thì lúc đó anh thầy cũng nạt cô bình luôn nói rằng á là biết cái gì mà nói biết cái gì mà nói nghe nói nghe nghe nói là nghe nói làm sao cái lá bùa này á là bùa cái lá bùa lỗ ban mà bùa này là yếm cho tiêu tán rồi chết thôi à chứ hả bình an sức khỏe rồi hả tiền tài tài lộc cái gì không có đâu hả do cái thằng cất nhà này á là xui cái nhà này á là vô ngay cái nhà mà nó phải yếm nhưng mà có nhiều người á người ta có đức ở bên rạch giá hồi đợt á là cũng có một cái gia đình đó là người ta cất nhà rồi gia đình này á là cũng đối xử rất là tốt với lại mấy cái người thợ á cho nên mấy cái người thợ này á là người ta tại vì tới cái căn nhà phải yếm rồi, nhưng mà người ta chế, người ta mới cất một cái căn nhà kế bên để mà người ta yếm cái căn nhà nhỏ kế bên đó mà thật sự cái căn nhà nhỏ đó mình đâu có sử dụng. Không có yếm vô cái căn nhà chính là nó chế như vậy. Nhưng mà do cái thằng này á là nó không cần biết ai tốt ai xấu. Ai tốt ai xấu gì nó cũng yếm cái bùa độc địa vậy thôi. Nghe nói là nghe nói làm sao, tôi nói thì nghe tôi đi bà hả bà sống cũng có đức nhưng mà cũng đừng buồn quá bây giờ bà chết rồi thì cũng tới số của bà chết thí dụ như nếu mà không có cái vấn đề bị yếm vậy á thì tới bây giờ bà cũng sẽ chết thôi bà cũng sẽ bệnh tật hay là tai nạn bà chết thôi tại vì đã tới số của bà rồi còn cái nhà này á tôi nói với gia, gia đình nghe là nhà này xấu lắm cái mảnh đất thì tốt nhưng mà cái căn nhà này cất rất là xấu luôn Cho nên á là bây giờ nếu mà muốn ở Mà gia đình có tiền á Thì gia đình đập cái căn nhà này đi Rồi cất lại cái căn nhà khác để mà ở Chứ hả căn nhà này nằm trên miếng đất này Dầu rằng bây giờ mình gỡ bùa Mình tháo đinh đi chăng, chăng nữa đó Thì cái nhà này cũng rất là xấu Không thể nào mà ở được cho nên hả là nếu ở là tiêu hết á thì ổng nói vậy các bạn thì Lúc đó ba của bạn với cô Út mới nói bây giờ giải quyết làm sao Thì thầy nói bây giờ tôi gỡ bùa chứ làm sao Tôi gỡ bùa ra giùm Còn cái nhà tôi nói rồi đó là không có ở được đâu Cho dù mình có gỡ đi chăng nữa cũng không ở được Mà muốn ở được là phải cất lại cái căn nhà khác thì mới ở Thì sau đó ông thầy mới tiến hành gỡ bùa ha Xong rồi á là ông mới về Thì gia đình của bạn á là cũng có bồi dưỡng tiền Nhưng mà ông thầy này không lấy nha các bạn Ông nói rằng ông chỉ giúp mà thôi thì sau đó nữa là cũng không còn vấn đề gì cả. Còn về cái căn nhà đó có đập bỏ để mà cất lại nhà khác hay không á thì bạn không có nói nha các bạn không có đề cập tới. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà xảy ra là ở bên à, gia đình của cái người bạn đời của cô Út của bạn. Nghe chuyện này nghe ớn, nghe cũng hở là ghê ghê các bạn ha. Hả mình cũng hở thấy không các bạn thấy không người ta nói với mình đó là hả à, ấy cái bùa à, may mắn bình an tăng tài tăng lộc thiệt tình không có bùa nào mà may mắn bình an tăng tài tăng lộc đâu mà muốn được mấy cái đó là bản thân mình mình phải sống thiện sống có đức mình tạo phước thì mình mới hưởng được mấy cái đó gọi là thật sự các bạn à, thi đã từng nói với các bạn rất là nhiều rồi những cái gì mà mình tạo cái phước mình tạo đó là một cái vật chất mà gọi là vô hình mình hưởng hoài hưởng hoài luôn. Còn những cái đồ mà hữu hữu hình á mình tạo mình mất đó, mình tạo ra mình mất đó, mình tạo ra mình mất đó. Cho nên nó là thôi, đừng có ham hố gì cái vấn đề mà thỉnh bùa để mà tăng tài lộc rồi tăng may mắn, tăng sức khỏe gì cả. Miễn sao mình sống tốt đi thì những cái thứ đó sẽ tự tự động tới với mình các bạn ha thì cái câu chuyện này nó cũng hơi ngắn cho nên thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện hả là ngắn nhỏ nữa kể kèm trong tập ngày hôm nay thì câu chuyện này là của một bạn nam bạn nam này năm nay cũng đã hơn 30 tuổi rồi thì bạn không có để cái vị trí địa lý của bạn ở đâu bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua thì bạn kể rằng á, chuyện này xảy ra là hồi cái năm mà bạn học lớp 11 Mà hồi cái lúc đó đó bạn rất là khoái cái gì Cái xà đơn đó các bạn Tối là bạn hay tập xà đơn Rồi tập hít đất Với lại bạn cũng hả là khoái tập võ Thành ra hầu như tối nào cũng vậy Sau khi mà học bài xong tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối á bạn sẽ ra ngoài phía sau nhà của mình đó là phía nhà sau của bạn có nguyên một cái sân luôn Hồi xưa thì đất nhà bạn rộng lắm Ở phía sau đó thì cây cối um tùm Mà cái thời đó là thời năm 2002 ba vậy đó Bạn kể rằng nha Cái hôm đó bạn tập cho tới tầm khoảng chừng 8 mấy 9 giờ mà bạn nói á, là bình thường khi mà bạn tập vào cái giờ đó đó mẹ hay la lắm mẹ nói rằng đó là trời ơi tự nhiên hả tối đi ra ngoài sân sao tập à Tự nhiên tối đi ra ngoài sân sau tập và tập sâu không tập buổi sáng mà tập buổi tối hoài à. Mà mẹ la hoài nhưng mà bạn không nghe lời, bạn cứng đầu lắm. Cho nên đó là bạn cứ tập thì nói chung từ nào tới giờ là hoàn toàn bình thường, bạn không thấy gì hết nhưng mà cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó bạn cũng ra tập là tầm khoảng chừng 7 giờ. Khi mà tập hít đất, xà đơn rồi tập mấy thế giỏ múa chéo 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 vậy đó ha thì tới tầm khoảng 9 giờ lúc đó đổ mồ hôi rất là nhiều cho nên nó là bạn mới mệt bạn mới ngồi xuống đất để mà bạn nghỉ mệt thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi nghỉ mệt á, thì ở đằng kia cách bạn tầm khoảng chừng 8 9 mét là bắt đầu bước ra phía sau là cái khu đó toàn là cây không thôi thì ở hả đó là có một cái cây me lâu năm lắm rồi thì tự nhiên bạn thấy một đứa nó đang đứng đằng ngay chỗ cây me đó, mà qua cái vóc dáng của nó thì bạn nghĩ rằng đó là cái thằng em trai của bạn. Em trai của bạn á là năm đó học lớp 1 nha. Thì lúc này á là bạn thấy cái 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 thằng nhỏ nó đứng ngay chỗ cái gốc cây me đó mà nó đứng nó cúi cái mặt xuống như này nè. Bạn cũng không thấy rõ được cái mặt của nó nhưng mà qua cái vóc dáng thì bạn nghĩ là em. Thì lúc này bạn mới nghĩ, bạn mới kêu rằng á ê, à, nhóc, sao giờ này á đứng đó làm chi vậy mày ra ngoài đó hồi nào mà sao tao không thấy sao giờ này không vô nhà đi học bài xong chưa mà đứng đó thì lúc đó nó không trả lời nó không trả lời bạn các bạn và nó cũng không có ngước mặt lên luôn bắt đầu bạn mới nói thêm lần nữa nói sao anh hỏi mà mày không trả lời sao đứng đó sao mày ra hồi nào mà mày đứng đó tao không hay nó cũng không trả lời luôn thì lúc này bạn mới quạo bạn mới tức lắm bạn nghĩ rằng em của bạn nó hổn tại vì bình thường em mà nó ngoan lắm bạn nói gì nó nghe mà sao hôm nay nó lại hổn quá mình hỏi nó hai lần như vậy mà nó không trả lời cho nên bạn quạo bạn đứng dậy bạn mới vừa đi lại hướng của nó mà vừa nói hôm nay mày hổn quá nha anh nói mà mày còn không thèm trả lời nữa tao hỏi sao giờ này còn đứng ở ngoài xong cái bạn bước tới gần nó rồi cái bạn mới đưa cái tay lên mà chụp cái tay nó thì lúc mà bạn chụp cái tay nó đó nó vũ cái tay của bạn ra xong rồi nó mới quay lưng. Nó mới chạy xuống thẳng ở phía sau giường nhà của bạn mà lúc đó là do bạn cũng bực bội các bạn. Cho nên bạn không có để ý tới cái chân của nó. Nhưng mà có điều bạn thấy rằng đó là theo cái kiểu nó lướt lướt rất là nhanh thì bạn mới tức, bạn nghĩ hôm nay thằng này hỗn dữ. Cho nên bạn mới rượt theo. Thì khi mà bạn rượt theo mà ngộ cái điều rằng bạn đã lớn nó thì nó còn nhỏ mà nó chạy rất là nhanh nó chạy nhanh hơn bạn rất là nhiều bạn rượt hoài rượt không không kịp bạn càng rượt bạn càng tức bạn nghĩ rằng sao mà không lẽ mình lớn như vậy mà mình lại không rượt kịp cái thằng nhỏ này sao trời ơi trời bắt đầu bạn cứ rượt cứ rượt và nó cứ lướt 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 rất là nhanh phía trước vậy đó ha thì cuối đất nhà của bạn đất nhà của bạn cũng dài thì cuối đất nhà của bạn có thêm mấy cây ma với lại có thêm nguyên một cái bụi tre khá là lớn qua bên kia là đất của người ta Đất của người ta bên kia là có một cái ao Thì bạn kể rằng thằng nhỏ này á Nó lướt 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 tới ngay chỗ cái bụi tre Rồi nó lướt thẳng vô bụi tre Nó mất tiêu luôn Thì có lúc đó bạn chạy tới Bạn thấy nó nó vô trong bụi tre Giờ nó mất tiêu mà cái bụi tre thì dày mệt thì bạn mới đứng thận lại lúc đó ha da gà của bạn nó nổi cục 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 rồi xung quanh cái không khí Mặc dầu không khí nóng lắm Nhưng mà bây giờ xung quanh không khí Nó lạnh ngắt luôn, nó lạnh toát Giống như là ai kê nguyên cây nước đá Vô trong lưng của bạn vậy đó Trời ơi cái lúc này tự nhiên xung quanh nó tối sầm Tại vì nãy giờ cái con mắt của bạn đã đã quen với bóng tối rồi Ở quê mà các bạn Nó cũng không phải là tối quá đến nỗi mà Tối đen như mực mình không thấy gì Bạn vẫn thấy đó Nhưng mà bây giờ tự nhiên ha Xung quanh nó tối sầm Theo cái kiểu mà giống như trời sập xuống vậy đó thì lúc đó hả mồ hôi bạn đổ mặc dầu cái lưng của bạn lạnh ngắt luôn nha không khí lạnh ngắt luôn nha nhưng mà mồ hôi bạn nó đổ 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 quá trời thì bạn mới nghĩ rằng ủa cái gì vậy cái gì vậy sao tự nhiên nó vô bụi tre rồi nó đâu mất tiêu rồi ủa gì kỳ vậy cái lúc này bạn quản hồn rồi cho nên bạn đã quay lại để mà bạn chạy vô nhà thì khi mà bạn vừa chạy vô nhà Bạn, bạn vừa suy nghĩ rằng Ơ ừ, hình như mới nãy thằng đó nó không có chạy Mà nó lướt Chứ không phải chạy Nó lướt 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 rất là nhanh Mà mới nãy mình tức quá Cho nên mình không có để ý tới cái vấn đề đó Thì lúc đó bạn chạy vô trong nhà Các bạn thấy thằng em bạn nó đang ngồi học bài Mẹ của bạn đang ngồi kế bên Để mà dạy nó học bài bạn thì mặt mày hớt ha hớt hải đổ mồ hôi chèm nhẹp mặt mày đỏ lồn vậy đó cái mẹ hỏi gì con? gì vậy? cái bạn mới nói, trời mẹ, mẹ mẹ, nó con thấy ma, thấy ma, cái mẹ hỏi mà thấy làm sao? cái bạn mới kể lại thì mẹ chửi tiếp, mẹ nói tao nói rồi, tao kêu rồi là đừng có đi ra ngoài làm sao tập võ mà tối ngày mày tập ở làm sao hoài, mà tập buổi tối nữa, tập hoài đi, rồi cái thằng đó nó bắt mày theo, hôm đó là mày còn về được á, chứ nó mà bắt nó dẫn mày đi chỗ nào kiếm không ra là chết luôn. Thì cái thằng bé đó đó là nó mất vào năm 1996 Là nó mất Thí dụ như bụi tre nhà bạn bên đây Thì bên đây mới nãy thì nói là có cái ao đó Thì thằng bé đó đó Nó mất là do nó rớt xuống cái ao đó nó chết đuối các bạn Cho nên dân ở cái khu vân Khu xung quanh xóm của bạn là người ta Hay thấy thằng nhỏ này Quẩn quanh quẩn quanh cái chỗ đó thì mẹ của bạn la hoài mà bạn không nghe lời tới hôm bi hôm nay thì bạn đã thấy rồi mẹ mới chửi mẹ nói mai mốt hả Mày thấy nó nữa nó dắt mày đi chỗ khác rồi kiếm không ra là chết luôn nha con. Thì từ đó về sau là bạn không có còn ra phía sau đó tập giỏ nữa các bạn. Rồi tới tận bây giờ thì bạn cũng không có thấy lại thằng nhỏ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1362 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1363. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha à, và bây giờ á, là xin chào tạm biệt mọi người thi cảm ơn hai bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào